Xin công viên Linh Trình và Tuyết Nha cũng như bằng tin tức của IBC TV xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý khán giả dành cho những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài vừa qua. Và chúng tôi cũng rất mong quý vị sẽ tiếp tục với việc like và subscribe cho trang Facebook IBC TV và YouTube IBC TV Official để đón xem rất nhiều những chương trình được chúng tôi cập nhật liên tục hàng ngày. Trở lại phần 2 của bản tin hôm nay. Bản tin đến từ nước Anh thưa quý vị. Hoàng tử William nói chuyện với những người lọt vào chung kết của giải thưởng môi trường Earthshot năm 2022. Hoàng tử William của Anh đã gặp gỡ những người vào chung kết của giải thưởng môi trường Earthshot năm 2022 vào ngày 26 tháng 1 tại Windsor. 15 người được vào vòng chung kết tập hợp cho khóa học bổng là Earthshot Prize. Hoàng tử William, người trở thành người thừa kế ngai vàng Anh sau khi nữ hoàng Elizabeth đệ nhị băng hà vào tháng 9 năm ngoái, thành lập một giải thưởng năm 2020 được đặt tên theo dự án là Moonshot đầy tham vọng của cựu tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy và mục tiêu của ông cho cuộc đổ bộ lên mặt trăng hồi năm 1969. Thủ tướng Anh Sunak cho biết sẽ chờ kết quả điều tra về chủ tịch đảng. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm thứ Năm ngày 26 tháng 1 cho biết rằng ông sẽ chờ kết quả của một cuộc điều tra độc lập trước khi quyết định bất kỳ hành động nào liên quan đến chủ tịch đảng bảo thủ của ông Najim Zahawi. Các câu hỏi về vấn đề thuế của Najim Zahawi đã đeo bám thủ tướng trong một tuần, khiến một số người trong đảng cầm quyền của ông kêu gọi chủ tịch của họ từ chức để tránh chính phủ một lần nữa bị vùi dập bởi những cáo buộc. Zahawi cho biết cơ quan thuế của Anh đã phán quyết rằng anh ta đã bất cẩn với các tờ khai của mình nhưng không cố tình mắc lỗi để trả ít thuế hơn. Các đồng minh của chủ tịch, người cũng là bộ trưởng không có danh mục đầu tư, đã nói rằng ông sẽ không từ chức. Sunak cho biết ông đã yêu cầu cố vấn đạo đức của mình xem xét vụ này sau khi Zahawi, người từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính trong thời gian ngắn dưới thời Boris Johnson, đưa ra một tuyên bố đưa thông tin mới cho ra với công chúng. Việc Phó Thủ tướng của Sunak Dominic Raab đang bị điều tra về các cáo buộc bắt nạt, ông đang bị giám sát sau khi cam kết lãnh đạo nước Anh với sự chính trực, chuyên nghiệp và trách nhiệm. Thủ tướng Áo lại cho rằng khu vực Schengen không có biên giới của Liên minh Âu Châu hiện nay là một lỗi hệ thống. Thủ tướng bảo thủ Karl Nehammer của Áo cho biết tại Vienna, khu vực Schengen không có biên giới của Liên minh Âu Châu là một lỗi hệ thống và ranh giới bên ngoài của khối này phải được củng cố nhiều hơn. Phát biểu cùng với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Nehammer đã nói với phóng viên cả ông và Rutte đều là những người châu Âu nhiệt thành, nhưng quy tắc và thể chế của Liên minh phải được xem xét nghiêm chỉnh. Nehammer đã nói điều này có nghĩa là Ủy ban cơ quan giám sát hiệp ước bảo đảm những hiệp ước được tuân thủ. Ông kêu gọi sự hỗ trợ tài chính cho Bulgaria và Romania, những nước mà ông Nehammer phản đối tư cách thành viên của nhóm Schengen. Ông nhớ lại chuyến thăm gần đây tới biên giới Bulgaria với Thổ Nhĩ Kỳ và cho biết ông chứng kiến tình hình khó khăn ở đó. Đây là việc củng cố hàng rào. Bây giờ Ủy ban luôn nói không dứt khoát về điều đó và rằng sẽ không có tiền cho hàng rào. Nhưng cá nhân ông không nghĩ đây có thể là lời cuối cùng được trả lời ở đây. Khu vực Schengen là khu vực miễn hộ chiếu lớn nhất thế giới, cho phép người dân các nước có thể di chuyển không hạn chế giữa 26 quốc gia Âu Châu. Tại Biển Đông, máy bay Trung Quốc theo dõi máy bay nước ngoài ngày đầu năm mới. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA vào hôm 24 tháng 1 vừa công bố một video trên WeChat cho thấy các máy bay chiến đấu của nước này được điều ra tuần tra ở Biển Đông vào ngày 22 tháng 1, tức mùng 1 Tết, để phát hiện máy bay nước ngoài. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 25 tháng 1 viết rằng hai máy bay chiến đấu thuộc Lữ đoàn Hải không quân thuộc chiến khu miền Nam đã cất cánh từ đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa để phát hiện và theo dõi các máy bay nước ngoài ở Biển Đông. Vào tháng trước, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã cáo buộc máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay nguy hiểm gần một máy bay của Hoa Kỳ ở vùng nước đang tranh chấp. Video của quân đội Trung Quốc được CCTV chiếu lại cho thấy hai máy bay J-11 Flanker, mỗi chiếc mang 4 tên lửa không đối không, cất cánh từ đảo Phú Lâm và bay vào vùng trời gần đó. Zhang Li, một trong những phi công trong video, nói họ phải cẩn trọng hơn vào các ngày lễ như ngày Tết khi các máy bay nước ngoài có nhiều khả năng bay vào vùng trời của Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ đặt trạm hỏa tiễn cố định tại Hoàng Sa. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy một cơ sở phòng không Trung Quốc được đặt tại quần đảo Hoàng Sa. Những nhà phân tích nhận định điều này cho thấy quân đội Trung Quốc có tên lửa đất đối không sẵn sàng ở mức cố định tại cả hai quần đảo đang tranh chấp với những nước láng giềng ở ngoài Biển Đông. Quần đảo Hoàng Sa đang do Trung Quốc chiếm giữ và quản lý là đối tượng tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc lẫn Đài Loan. Trung Quốc chiếm được toàn bộ quần đảo này từ Việt Nam sau cuộc hải chiến năm 1974. Trường Sa là quần đảo tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Theo hình ảnh vệ tinh mới được đăng trên Twitter vào tuần này, thì dường như một tiểu đoàn hỏa tiễn mới đã được xây hoàn thành trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa. Hình ảnh thuộc Maxar Technologies được cho là chụp vào tháng 4 năm ngoái, cũng cho thấy có 4 tòa nhà với mái có thể tháo rời tại Phú Lâm, đảo lớn nhất tại Hoàng Sa. Một trong số các tòa nhà này có mái mở bán phần cho thấy những dàn phóng hỏa tiễn đất đối không phía bên trong. Âm nhạc chạm vào tâm hồn đúng cách khi người hâm mộ tập trung trong lễ kỷ niệm 35 năm Phantom of the Opera của NYC. Đây là một cột mốc quan trọng khác đối với bóng ma trong nhà hát của Andrew Lloyd Webber khi diễn ra buổi biểu diễn dài nhất trong lịch sử Broadway, kỷ niệm 35 năm thành lập vào ngày thứ Năm, ngày 26 tháng 1 năm 2023. Vở nhạc kịch đoạt giải Tony ra mắt trên sân khấu Broadway vào ngày 26 tháng 1 năm 1988. Kể từ đó, nó đã thu về hơn 675 triệu Mỹ Kim, trở thành buổi biểu diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử Broadway, theo Liên đoàn Broadway cho biết. Chương trình thu hút phòng vé hàng đầu đã diễn ra hơn 8.000 buổi biểu diễn, chương trình duy nhất trong lịch sử của Broadway làm được như vậy, theo như Liên đoàn Broadway cũng cho hay. Buổi biểu diễn là một buổi biểu diễn hoàn hảo, bạn biết đấy, nó có tất cả các yếu tố Patrick Compton, Frankfort, Kentucky, cư dân Frankfort, Kentucky, nói thêm rằng anh ấy đã không đếm xuể số lần xem bộ phim này. Christian Spinella ở East Rutherford của New Jersey cho biết, tôi nghĩ có điều gì đó mà mọi người có thể đồng cảm. Christian Spinella ở East Rutherford, New Jersey cũng cho biết thêm, nó cũng nói về tình yêu và vẻ đẹp và hy vọng. Giống như tất cả chúng ta đều có hy vọng về một sự lãng mạn nào đó sẽ xuất hiện. Và âm nhạc này thật tuyệt. Ban đầu dự kiến đóng máy vào ngày 18 tháng 2, Phantom of the Opera được cho là đã đạt doanh thu phòng vé tăng vọt và được gia hạn thêm 8 tuần. Buổi biểu diễn cuối cùng của nó tại nhà hát Majestic ở Manhattan dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 4 năm nay. Kính thưa quý khán giả, và bản tin liên quan tới vở nhạc kịch Phantom of Opera vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp chiều nay của đài IBC qua phần trình bày của sự ngôn viên Linh Trịnh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị một buổi tối thật nhiều an lạc.